Chào mừng mọi người đã đến với TCT Channel, hôm nay mình sẽ làm video về Nezuko trong Kimetsu no Yaiba nhé. Nezuko Kamado hay Kamado Nezuko là nhân vật quan trọng của sát quỷ kiếm Kimetsu no Yaiba. Cô là quỷ và là em gái của Tanjiro Kamado và một trong hai thành viên còn lại của gia đình Kamado. Trước đây là một con người, cô đã bị tấn công và biến thành quỷ bởi Bujan Kibisuji. 1. Vẻ bề ngoài, Nezuko là một cô gái trẻ nhỏ nhắn, có làn da trắng, những chiếc răng nanh to rõ và móng nhọn hoắt với màu cơ bản là hồng nhạt và ombre nhạt dần thành màu đỏ hồng. Tóc cô dài, đen và gợn sóng, nó dài đến ngay dưới thắt lưng của cô chuyển sang màu cam lửa khi nó đi qua cửa tay và dường như được uốn thành những đường gờ lớn và thẳng bị mòn lệch sang bên trái. Cô có đôi mắt màu hồng nhạt trong mềm mại, có màu nhạt hơn xung quanh viền của tròng đen, xếp xuống về phía hai bên khuôn mặt và được bao quanh bởi lông mi dài đáng chú ý, con người có thể xuất hiện khe khi cô biến đổi. Trong manga, Nezuko đôi khi có thể được hiển thị với nhiều hơn một kênh. Theo Tanjiro Kamado, Nezuko được biết đến như một người rất xinh đẹp ở quê nhà của họ. 2. Tính cách ban đầu của Nezuko với tư cách là một con người là một cô gái tốt bụng và quan tâm đến người khác trước bản thân giống như anh trai của cô Tanjiro. Ngoài ra cô còn là một người chỉ có trách nhiệm với những đứa em của mình và thường đặt nhu cầu của chúng lên hàng đầu hơn là của bản thân. Mặc dù Nezuko không sợ bị tổn hại, nhưng cô vẫn sẽ bảo vệ bạn bè của mình khỏi ma quỷ ngay cả sau khi được trở lại trạng thái con người. Nó cũng cho thấy rằng sự nhân đạo thoải mái của Nezuko ủng hộ sự thật này sau khi Tanjiro xin lỗi cô. Trong khi Nezuko ban đầu khởi đầu giống như bất kỳ con quỷ nào khác, khát máu và thèm ăn thịt người, sau khi thấy anh trai cô muốn bảo vệ cô khỏi bị giết bởi sát quỷ, mặc dù là quỷ, cô đã thay đổi hoàn toàn và trở nên quyết liệt bảo vệ anh trai. Không giống như hầu hết những con quỷ nhớ đầy đủ về cuộc sống con người của họ, Nezuko dường như đã quên một phần ký ức tốt đẹp của cô khi là một con người. Bên cạnh những ký ức liên quan đến gia đình cô, và do đó không giữ được tính cách chính xác trước khi biến đổi, thay vào đó hành động giống như một đứa trẻ. Cô vẫn rất quan tâm và bảo vệ những người mà cô coi như thành viên của gia đình mình, mặc dù điều này chủ yếu là do ảnh hưởng của Sakonji Urokodaki đã có trên cô ấy khi đã ngủ trong 2 năm. Nezuko cũng giữ lại một số cảm xúc con người của mình, như cô đã được nhìn thấy để khóc khi buồn và mỉm cười khi hạnh phúc. Nhưng nhìn chung cô có vẻ tách biệt hơn so với các đồng đội của mình, mặc dù vẫn bình tĩnh hơn và ít nguy hiểm hơn hầu hết các loài quỷ khác. Nezuko cũng có xu hướng nhìn thấy hình ảnh của anh chị em của mình ở những người khác như Rokuta Kamado trong Nishiro. Kể từ khi trở thành một con quỷ, Nezuko dường như trở nên khá thông minh và dường như không sợ chiến đấu, cô quyết liệt bảo vệ anh trai mình cũng như các đồng minh của mình. Cô cũng đã phát triển một sức mạnh ý chí mạnh mẽ, có thể thấy được qua việc từ chối ăn thịt hoặc máu người, ngay cả trong những trường hợp bị thương nặng hoặc tiếp xúc với máu người, có thể thấy khi cô từ chối Sanemi Shinazugawa sau khi anh ta cố gắng chụp cô và cắn anh ta bằng máu Marechi của mình. Ý chí mạnh mẽ của cô vẫn còn ngay cả khi không còn là quỷ, thể hiện khi cô sẵn sàng nhảy đứng trước mặt Inosuke để bảo vệ anh ta khỏi anh trai của mình, người đã trở thành quỷ và đang cố gắng giết những người xung quanh anh ta. Dù có thể bị giết, Nezuko vẫn không ngần ngại bảo vệ anh trai mình. Trong một lần hiếm hoi Nezuko cố gắng phát biểu, cô ấy đã nói lắp rất nhiều, có thể là do đoàn tre nên hiếm khi được tháo ra, và thực tế là cô đã không nói trong một số năm sau khi biến đổi. Tuy nhiên, sau khi phát triển khả năng chống lại ánh sáng mặt trời, cho phép cô ra ngoài và tiếp xúc với người khác thường xuyên hơn. Giọng nói của cô đã có dấu hiệu cải thiện và có thể phát âm đầy đủ các từ những người khác vừa nói, hoặc nghe được chúng và lặp đi lặp lại đủ thường xuyên. Sau đó, Tamayo tiết lộ rằng những ký ức bị mất và nhân cách kém phát triển là do cô không được tỉnh táo hoàn toàn, vì cô ưu tiên phát triển khả năng chống lại ánh nắng mặt trời để lấy lại ý thức. Vậy là hết rồi, cảm ơn mọi người đã xem video và nếu thấy video hay thì hãy like, share và đăng ký nhé. Và mọi người khi xem video